Cảm ơn các bạn đã chọn xem Cảm Thể Thao. Đừng quên để lại cho tụi mình một like và một lượt đăng ký bên dưới như là động lực cho kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo về eSports. Và bây giờ mời bạn xem tiếp video. Bên cạnh sự hấp dẫn của Chung kết Thế giới 2022, thì trước thêm giải đấu này, Riot đã tiếp tục cho người hâm mộ phải phấn khích khi công bố một giải đấu mà tính quốc tế, đó là Asia Star Challengers Invitational 2022. Trong đó đáng chú ý nhất có lẽ là sự góp mặt của hai đại diện đến từ khu vực Việt Nam, đó chính là MGM Box Esports và đặc biệt là cửa vương VCS Team Flash. Vậy thì giải đấu này là gì? Đây có phải là lời cam kết của Riot về tương lai của các đội tuyển trẻ tại khu vực châu Á hay xa hơn là trên toàn thế giới? Hãy cùng Cảm Thể Thao để về tất tần tật về ASCI 2022. Các đội tuyển hạng dưới của các khu vực trước đây không có cơ hội va chạm trực tiếp với các đội tuyển nước ngoài ở các đấu trường, mà thường chỉ có thể gặp nhau khi train team. ASCI sẽ là cơ hội để những tuyển thủ trẻ của các đội tuyển tham dự sẽ có cơ hội được cọ sát, giao lưu để lấy kinh nghiệm thi đấu. Asia Star Challengers Invitational 2022 có sự tham dự của 16 đội tuyển Academy hoặc hạng dưới thuộc các giải đấu của các khu vực như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Việt Nam và Thái Bình Dương. Tính đến thời điểm hiện tại, toàn bộ 16 đội tuyển đều đã lộ diện, bao gồm Nongshim Rifles, Daewon Kia Challenger, T1 Challenger, 3 đội tuyển danh tiếng tại LCK Challenger mùa hè 2022, FunPlus Blaze, Edward Gaming Youth Team và Max sẽ là 3 cái tên đến từ giải trẻ khu vực Trung Quốc LDL. Tại giải hạng dưới của Nhật Bản, những đội Academy bao gồm Sengoku Gaming, Detonation Focus Me, Crash Gaming Act, V3 sẽ tham dự giải với tư cách là đại diện của xứ sở mặt trời mọc. Trong khi khu vực VCS sẽ là Beyond Gaming Academy và J-Team 2. Khu vực VCS sẽ bao gồm hai cái tên, đó là MGM Box Esports và Team Flash. Hai đội tuyển còn lại là các team của các streamer được mời tham dự để tăng tính tương tác của giải. Giai đoạn vòng bảng, 16 đội chia thành 4 bảng khác nhau, bao gồm bảng A, Daewon Kia, FunPlus Blaze, T1 và V3. Bảng B với sự góp mặt của Crash Gaming Act, Outworld Gaming, Max và Nongshim Rifles. Bảng C bao gồm Beyond Gaming, Detonation Focus Me, MGN Box Esports và đội streamer từ Trung Quốc. Bảng D bao gồm J-Team, Sengoku Gaming, streamer hàng và Team Flash. Vòng bảng sẽ thi đấu với nhau một lượt duy nhất. Tất cả các trận đấu sẽ thi đấu với thể thức BO1 và hai đội có nhiều trận thắng nhất sẽ có quyền đi tiếp vào vòng knockout. Nếu có trường hợp hai đội bằng số trận thắng của nhau bất kể thành tích đối đầu, thì họ sẽ giải quyết bằng một cặp trận tie break để phân định thứ hạng. Vòng bảng diễn ra từ ngày 12 đến 15 tháng 9. Sau đó vòng tứ kết sẽ được tổ chức từ ngày 16 đến 25 tháng 9 với thể thức loại trực tiếp BO5 và đặc biệt là không nhanh thắng nhanh thua như những giải đấu quốc nội. Khi đó nhất bảng A sẽ gặp nhì bảng D, nhất B sẽ gặp nhì C và ngược lại. 8 đội tuyển xuất sắc sẽ bước vào vòng loại trực tiếp cạnh tranh ngôi vị vô địch và khoản tiền thưởng lên tới $65,000 trong trận chung kết. Tuy là cuộc chơi của cả 5 khu vực, nhưng có thể nói ASCI sắp tới sẽ không nằm ngoài khả năng là trung hàng đại chiến phiên bản trẻ khi mà thực lực của những LCK Challenger hay LDL đã được kiểm chứng. Đặc biệt, những tuyển thủ tại LCK Challenger còn có nhiều cơ hội cọ sát với những tuyển thủ thi đấu hàng đầu tại LCK bằng cơ chế cho đôn tuyển thủ từ đội trẻ lên vô cùng linh hoạt. Như trận đấu như T1 và Fred Bryan hồi mùa xuân, vì ảnh hưởng của Covid nên họ đã phải cho 5 tuyển thủ từ đội trẻ lên để đấu với T1 và đương nhiên thất bại là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, chính những trận đấu này đã giúp cho trình độ của các đội tuyển trẻ tại Hàn Quốc được nâng tầm đáng kể. Bên cạnh đó, LDL cũng là cái nôi của rất nhiều tuyển thủ tài năng. Mỗi năm có hàng loạt tuyển thủ từ LDL được thi đấu tại LPL và đương nhiên, xét về kỹ năng cũng như bản lĩnh, họ không thua kém bất kỳ một khu vực nào. Trong số những đội tuyển tham dự thì chỉ có duy nhất một mình Team Flash của VCSB là đã từng lên ngôi tại giải cao nhất quốc nội. Do đó, hành trình của họ tại giải sắp tới hứa hẹn sẽ vô cùng đáng mong đợi. Đặc biệt, mặc dù đã có hai chiếc cúp VCS trong phòng truyền thống, nhưng đây lại là lần đầu tiên đội tuyển áo cam đen tham dự một giải đấu quốc tế. Sau một năm 2020 cực kỳ thành công, nhưng cũng không kém phần đen đuổi, Flash đã đánh mất những ngôi sao từng giúp họ vô địch vào tay những đội tuyển khác, và rồi phải xuống hạng sau đó 3 mùa. Với lực lượng cực kỳ mỏng như hiện tại thì sẽ rất khó để người hâm mộ tin rằng Flash sẽ có một giải đấu dễ thở, đặc biệt là trước những đại diện mạnh của Hàn Quốc và Trung Quốc.
Về tình hình nhân sự của hai đại diện Việt Nam, như đã công bố từ trước, Flash mang đến giải đấu một đội hình toàn những tuyển thủ trẻ, ngoại trừ cựu vương Yoshino. Anh sẽ cùng huấn luyện viên Stark phải rất nỗ lực để lèo lái con thuyền Flash ở giải quốc tế đầu tiên của họ trong thời gian tới. Về chuyên môn, thật khó để người hâm mộ có thể đánh giá khả năng huấn luyện của Stark khi tại VCS mùa xuân 2022. Đội hình của Flash là quá yếu để có thể chiến thắng, chứ chưa cần tới khả năng huấn luyện của thầy Minh. Do đó, đây là cơ hội để Stark chứng tỏ bản thân của mình trước toàn bộ người hâm mộ VCS cũng như toàn châu Á. Về phía MGM Box Esports, họ mang đến giải đấu đội hình gồm 6 người với không một cái tên nào từng thi đấu chuyên nghiệp. Đặc biệt, có lẽ vị trí ban huấn luyện khi xạ thủ cho đi một thời Piccolo sẽ có giải quốc tế đầu tiên trên bàn ghế chỉ đạo. Đây cũng là cơ hội hiếm hoi để chứng minh tài thao lực của Piccolo sau khi được ngài Ren mài dũa trong thời gian còn nằm trong ban huấn luyện của Sài Gòn Buffalo. Với ASCI 2022 lần này, hứa hẹn đây sẽ là bàn đạp để ra tổ chức nhiều sân chơi cho những đội tuyển trẻ hơn nữa, từ đó nâng cao mặt bằng chung kỹ năng của các tuyển thủ và tạo ra một tương lai vô cùng sáng lạng cho Liên minh huyền thoại. Cảm ơn các bạn đã chọn xem Cảm Thể Thao. Đừng quên để lại cho tụi mình một like và một lượt đăng ký để không bỏ lỡ những video về eSports mới nhất nhé.